Chào mừng quý vị đang đến với kênh VN Youtuber Các bạn thân mến, ngày hôm nay Việt Nam khai mạc triển lãm quốc phòng quốc tế lần đầu tiên với quy mô lớn tại sân bay Gia Lâm Đánh giá về sự kiện này, hãng thông tấn Reuters cho rằng đây là bước đi mở đầu cho một sự thay đổi lớn Trong bài báo đăng chiều tối hôm qua, mùng 7 tháng 12, tờ báo này viết Việt Nam đang hướng tới một sự thay đổi lớn trong quốc phòng khi tìm cách giảm sự phụ thuộc vào vũ khí Nga và bắt đầu thúc đẩy xuất khẩu các loại vũ khí tự sản xuất được. Theo đánh giá của các quan chức và nhà phân tích, những khách hàng tiềm năng của vũ khí Việt Nam có thể ở khu vực châu Á và châu Phi và thậm chí có tiềm năng là cả Nga. Việt Nam đã là một trong 20 khách hàng mua vũ khí lớn nhất thế giới trong bối cảnh có các căng thẳng với Trung Quốc. Ngân sách mua sắm vũ khí hàng năm của Việt Nam ước tính khoảng 1 tỷ đô la và dự kiến sẽ tăng lên. Theo dữ liệu từ Global Data một nhà cung cấp các tin tức về mua sắm quân sự. Trong lịch sử, hầu hết khoản tiền mua vũ khí của Việt Nam là chảy sang Nga, nhà cung cấp vũ khí chính của Việt Nam trong hàng thập kỷ. Việc đó khiến Việt Nam trở thành một trong những khách hàng hàng đầu của vũ khí Nga, theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, gọi tắt là SIPRI. Tuy nhiên, điều này đang thay đổi khi Việt Nam cố gắng để tự túc hơn, mua được những thiết bị tiên tiến mà Nga không thể cung cấp và một phần nữa là do phải đối mặt với áp lực từ phương tây để giảm mua sắm vũ khí từ nga trong bối cảnh chiến tranh nga ukraine đang diễn ra thay vào đó việt nam đang chuyển sang các nhà cung cấp từ châu âu đông á ấn độ israel và mỹ theo lời các nhà ngoại giao quan chức và nhà phân tích việt nam cũng đã thúc đẩy công nghiệp quân sự nội địa với sự hỗ trợ từ israel và các đối tác khác và hy vọng xuất khẩu vũ khí do mình tự sản xuất Nguyễn Thế Phương, trước đây là một nhà nghiên cứu quốc phòng tại Đại học Quốc gia Việt Nam, nhưng bây giờ công tác tại Đại học New South Wales ở à Australia, nói rằng đã có những thảo luận trong nội bộ hồi tháng 10 về việc liệu Việt Nam có nên bán vũ khí cho Nga hay không, dù rằng đến nay chưa có quyết định nào về việc đó. Đại sứ quán Nga tại Hà Nội và các bộ quốc phòng và ngoại giao của Việt Nam không có bình luận về việc này. Từ ngày 8 tháng 12 Việt Nam sẽ tổ chức triển lãm thương mại vũ khí quốc tế quy mô lớn, có sự tham gia của hơn 170 công ty từ 30 quốc gia. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Việt Nam, những công ty này bao gồm các công ty phương Tây như nhà thầu quốc phòng nổi tiếng của Mỹ là Lockheed Martin, Nexter của Pháp cùng các tập đoàn từ Israel, Ấn Độ, Nhật Bản và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Sự kiện triển lãm 3 ngày này ở Hà Nội sẽ giúp Việt Nam đa dạng các kênh mua sắm và các nguồn công nghệ để sản xuất thiết bị quân sự cho quân đội nước mình và phục vụ xuất khẩu, theo một tuyên bố của Bộ Quốc phòng hồi tháng 11. Theo lời ông Nguyễn Thế Phương, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã sản xuất được xe bọc thép và vũ khí hạng nhẹ như rocket chống tăng, súng máy, súng phóng lựu đạn. Ông nói thêm rằng Việt Nam đã bắt đầu phát triển các hệ thống công nghệ cao như máy bay không người lái, radar tên lửa chống hạm theo các chương trình đối tác với các hãng nước ngoài. Bộ Quốc phòng Việt Nam tuần trước nói trên báo quân đội nhân dân rằng công ty quân đội Z111 sẽ trưng bày súng ngắn, súng máy, súng trường tấn công và súng trường bắn tỉa tại triển lãm này với mục đích để xuất khẩu chúng. Ngoài ra, còn hàng chục công ty quốc phòng khác, trong đó có cả công ty Viettel, sẽ trưng bày các sản phẩm của họ. Khách hàng tiềm năng nhất cho vũ khí nhỏ của Việt Nam có lẽ sẽ là nước láng giềng Lào và các nước châu Phi, nơi mà Việt Nam có thể cạnh tranh về giá cả. Theo lời ông Hà Hoàng Hợp, một chuyên gia về mua sắm quốc phòng và là thành viên của Viện Yusuf Isaac ở Singapore. Còn ông Nguyễn Thế Phương nói rằng các nước Mỹ Latin và các nước Đông Nam Á khác cũng là những khách hàng tiềm năng. Các bạn thân mến, vừa rồi là một số bình luận đánh giá của hãng tin Reuters về sự kiện triển lãm quốc phòng của Việt Nam. Cá nhân tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định của bài báo rằng, việc tổ chức triển lãm quốc phòng là nhằm tìm kiếm các nguồn cung đa dạng hơn, giảm phụ thuộc vào Nga và đồng thời cũng là để tạo điều kiện xuất khẩu một số loại thiết bị đã tự sản xuất được. Riêng tôi, tôi có một niềm hy vọng rằng triển lãm quốc phòng lần này sẽ đánh dấu bước chuyển mình của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Trong thế kỷ 20, Việt Nam đã trải qua rất nhiều chiến tranh. Người Việt Nam giỏi ứng dụng vũ khí nhưng lại chưa có nhiều thời gian nghiên cứu chế tạo vũ khí, nên hầu hết vũ khí ngày nay là sản phẩm mua của nước ngoài. Mặc dù vậy, con người Việt Nam từ nhiều đời xưa đã chứng tỏ là không phải kém trong lĩnh vực phát triển vũ khí. Trong thời chống Pháp, súng bazooka của tướng Trần Đại Nghĩa đã khiến quân Pháp mất rất nhiều xe tăng. Máy phóng từ trong kháng chiến chống Mỹ đã khiến thủ đoạn phong tỏa thủy lôi của Mỹ không hiệu quả. Thời Tây Sơn thì hỏa hổ là loại vũ khí bí mật góp phần vào nhiều chiến công của vua Quang Trung. Xa hơn nữa, nhà Hồ tuy thất bại trong kháng chiến chống quân Minh, nhưng súng thần cơ do Hồ Nguyên Trừng đúc ra khiến quân Minh phải khâm phục và học hỏi. Xa hơn nữa là nọ thần của An Dương Vương mà gần đây có vị kỹ sư đã chứng minh rằng nó hoàn toàn có khả năng bắn nhiều mũi tên cùng một lúc. Như vậy chúng ta có niềm tin rằng con người Việt Nam không phải là không có truyền thống chế tạo vũ khí Hy vọng rằng triển lãm lần này sẽ đặt dấu mốc cho một thời kỳ mới của công nghiệp quốc phòng Việt Nam, trong đó hàng tự sản xuất nội địa sẽ dần dần chiếm tỷ trọng cao hơn và Việt Nam từ nước chỉ biết đi mua về sử dụng sẽ tiến lên thành nước sản xuất, nước xuất khẩu các trang thiết bị quân sự. Chương trình hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.